Hello, welcome back to my channel guys. Hôm nay trong video này cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau thời sự về cuộc sống Mỹ quý vị ơi. Nè quý vị thấy nè, em đang ở trong plaza của bên Sing Sing. Nói chung là bên mình đi mua trà sữa quý vị, mình mua trà sữa. Quý vị thấy cái bãi đậu xe không? Xe của Việt Kiều, xe của người Mỹ gốc Á, xe của người Mỹ nói chung công nhận đó nghe, đúng là bởi vì Mỹ giàu thì. Không, ở Mỹ nè quý vị thấy không? Ở Mỹ quý vị thấy không? Ai cũng đi xe hơi, nhà có 3-4 chiếc xe hơi luôn. Quý vị nghĩ xem, ở trên thế giới này nè, không phải em phe nước Mỹ em giàu, chứ thật ra nước Mỹ em nó giàu nổi tiếng rồi. Cho dù nước Mỹ có bị coi như là bao nhiêu cái truyền thông vớ vẩn, ngày đêm nó chửi Mỹ, nó nói xấu Mỹ vậy đó, thì sự thật là gì? Sự thật là gì? Mỹ mới là một siêu cường quốc của thế giới, đúng không? Mỹ mới là nước giàu có nhất thế giới, đúng chưa? Và người Mỹ thu nhập cao cũng top đầu thế giới luôn, đúng không? Mặc dù Mỹ nó đông dân luôn á quý vị, chứ không phải ít dân nữa, đúng không? Và mức sống của người Mỹ, đúng không? Coi chiếc Cybertruck à, là mức sống còn cao hàng đầu trên thế giới, đúng không? Nào quý vị nghĩ xem, bây giờ em cho quý vị thêm cái thí dụ nữa nè. Quý vị có biết tại sao mà Mỹ, Canada, Úc đồ, châu Âu, Nhật đồ đó, những nước giàu có trên thế giới quý vị, đúng không? Thì khi mà đi du lịch đó là coi như được miễn visa khắp thế giới không? Quý vị có biết tại sao không? Cái dĩ nhiên là cái chuyện đó thì cả thế giới người ta biết rồi đó. Nhưng mà cái sâu xa hơn nữa là gì? Là Mỹ nó giàu, châu Âu nó giàu, Úc nó giàu, đúng không? Giàu thì đương nhiên là ra đường là coi như phải được thiên hạ nó chào đón rồi, quý vị nghĩ xem, đúng không? Nó giống như một người giàu á, đi tới đâu á là thiên hạ cũng được chào đón hết đó, đúng không? Tại vì đơn giản là người ta có tiền, người ta có điều kiện. Thì Mỹ nó cũng giống vậy đó quý vị. Mỹ nó cũng giống y chang vậy đó, đúng không? Cái hoàn cảnh của nước Mỹ nó cũng y chang vậy đó. Mỹ nó giàu, Mỹ nó có điều kiện. Người dân Mỹ đi ra thế giới không có trốn lại, giống như là một số nước trên thế giới. Thành ra là dĩ nhiên là gì quý vị? Dĩ nhiên là người dân Mỹ phải được chào đón rồi, đúng không? Cái đó là lẽ đương nhiên, đúng không? Quý vị nghĩ xem, nếu mà người dân Mỹ mà đi tới đâu mà trốn tới đó, giống như là một số nước trên thế giới đi, à, thí dụ mà người Mỹ đi tới đâu là trốn tới đó, đi du lịch trốn, đi lao động trốn, đi du học trốn, thì quý vị nghĩ xem thế giới nó có còn chào đón Mỹ nữa không? Dĩ nhiên là không, đúng không? À, dĩ nhiên là không đó. Quý vị có thấy được cái sự giàu có của Mỹ không? Mỹ giàu có cho nên thế giới người ta mới chào đón người Mỹ. Quý vị chỉ cần cầm cái hộ chiếu Mỹ thôi, quý vị thích đi qua châu Âu đi, quý vị thích đi qua châu Á đi, quý vị thích đi qua châu Úc, quý vị đi, dĩ nhiên sẽ có một số thành phần truyền thông với nó, trời đất nghe coi như là Việt Kiều đi châu Âu được mấy lần, excuse me, Việt Kiều muốn qua châu Âu á là chỉ cần mua cái vé máy bay rồi đi, ok? Mặc dù Việt Kiều bị khát nước, cái đó mới là cái điều hay quý vị. Mặc dù Việt Kiều bị khát nước, nhưng mà Việt Kiều muốn qua Nhật chỉ cần mua vé bay đi, muốn qua Úc chỉ cần mua vé máy bay đi, muốn qua châu chỉ cần mua vé bay đi. Đó là cái điều mà đẳng cấp của người khác nước. Nghe quý vị nghĩ xem, ở trên thế giới này nè, có nhiều nơi quý vị, người dân họ rất là khát khao được đi ra ngoài khám phá thế giới, đúng không? Nhưng mà không có điều kiện. Tại vì mà muốn mà thí dụ một cái người dân ở nước nghèo ở trên thế giới đi, thí dụ vậy đi, họ muốn đi qua bên châu Âu để mà gọi là xem kiến trúc của châu Âu với xem sự giàu có của châu Âu đi, mà họ chỉ là một người lao động bình thường trong nước của họ thôi, không có đi được, không có đi được. Bởi vì đơn giản họ không có gì, họ không thể chứng minh tài sản để mà xin visa được, phải không? Và nước của họ cũng không có giàu luôn, thành ra đơn giản là châu Âu nó sẽ không cho họ đi, thế thôi. À, đúng không? Giờ bỏ qua cái câu chuyện mà gọi là cái sự giàu có của Mỹ đi. À, bây giờ nè, à, quý vị thấy không? Quý vị đây, nước Mỹ không, nhà là có xe hơi, người có xe hơi, đúng không? Cái dĩ nhiên là gì quý vị? Có một số thành phần ở với truyền thông ở bên Việt Nam rồi đó, họ sẽ nói vậy, trời ơi, nghe Mỹ đó nghe coi như là mua xe trả góp không, hay là mấy Mỹ đó nghe, mấy Việt Kiều đó nghe đi cái gì nè, đi xe cũ không, có gì đâu khoe. Ở Mỹ nghe xe trung bình của người dân Mỹ đi là mười mấy năm tuổi,
cái câu nói đó, ai mà nói chuyện kiểu đó đó nghe. Trước tiên là gì quý vị? Là nói chuyện không biết nhục. Mình nói thiệt, ai mà mở miệng ra nói người dân Mỹ hay người dân Canada hay mà coi như là đi xe cũ hay đi xe trả góp không đó, là cái người đó nói chuyện không biết nhục. Không biết nhục. Không biết nhục là tại sao? Tại vì hiện giờ tính tới năm 2024 là cứ 1.000 người Việt Nam thì chỉ có khoảng 50 người có xe hơi thôi. Cái đó là báo chí bên Việt Nam nó đăng đàng hoàng. Cứ cỡ 1.000 người Việt Nam là có cỡ 50 người có chiếc xe hơi. Tức là cái tỷ lệ chỉ cỡ 5% thôi quý vị. Hay nói cách khác, tính tới năm 2024 này, thế kỷ 21, chỉ có khoảng 5% người Việt Nam có xe hơi. Mà 5% có xe hơi tức là gì quý vị? Tức là gì? Tức là 95% còn lại không có xe hơi, đúng không? 95% dân số Việt Nam là không có xe hơi, đúng chưa? Báo chí Việt Nam nó đưa tin đàng hoàng, mình đâu có bịa ra đâu. Mà cái quan trọng đó là gì quý vị? Mà cái quan trọng đó là gì? Việt Nam là cỡ 100 triệu người đúng không? 100 triệu người mà chỉ có mà 95% dân số không có xe hơi tức là gì? Tức là 95 triệu người Việt Nam còn không có chiếc xe hơi để mà đi, đúng không? Đúng chưa? Em nói vậy có gì sai không quý vị? Thấy không? Chúng ta đang nói cái chuyện tới năm 2024, thế kỷ 21, có 95% người dân Việt Nam, cỡ 95 triệu người không có chiếc xe hơi mà đi. Thì quý vị nghĩ xem, ai mà mở miệng ra mà nói chậu dân Mỹ đó nghe, coi như là đi xe cũ không, hay là Mỹ đó nghe đi xe trả góp không, thì cái đó là kiểu nói chuyện không biết nhục chứ còn gì nữa. Tại vì không biết nhục mới không có nhận thức được là Mỹ nó đi xe cũ hay nó trả góp gì đó, thì người dân Mỹ họ vẫn có chiếc xe hơi mà đi, đúng không? Người Mỹ đâu biết đi xe hay bánh. Người dân Mỹ nhà nhà có xe hơi để mà đi. Còn trong khi đó 95 triệu người ở Việt Nam, 95% dân số Việt Nam không có một chiếc xe hơi nào để mà đi hết á. Xe cũ cũng không có luôn. Quý vị nghĩ xem, giữa một người hoàn toàn không có chiếc xe hơi để mà đi, so với một cái xã hội phương Tây, Mỹ, Canada, nhà nhà người người đều có xe hơi để mà đi, thì quý vị nghĩ xem ai mới coi như là có chiếc xe hơi đây, thấy không? Trời ơi, Mỹ, thấy không? Trên đời này đó là gì? Mỹ mới là siêu cường quốc, Mỹ mới giàu có, Mỹ mới phát triển, đúng không? Khi nào Việt Nam nó giàu có phát triển đi, tính hiện giờ đó quý vị nghe xem, có ai bây giờ ngay cả Việt Nam luôn? Việt Nam có phải nước giàu chưa? Trả lời coi, có hay không? Chưa phải không? Chưa chứ là chưa, đúng không? Trên đời này nè, chưa tức là chưa. Việt Nam chưa có giàu tức là Việt Nam chưa có giàu. Có phát triển so với thời xưa có đó, nhưng mà căn bản chưa có giàu. Còn nếu mà ai mà nói Việt Nam giàu á, thì câu kế tiếp, bây giờ Việt Nam giàu hơn nước nào? Nói đi. Trong khu vực Nam Đông Á luôn, Việt Nam giàu hơn nước nào? Có giàu hơn Thái chưa? Chưa giàu hơn Thái. Có giàu hơn Mã Lai không? Chưa giàu hơn Mã Lai. Có giàu hơn Singapore không? Chưa giàu hơn Singapore. Tức là chưa có giàu đúng chưa? Chưa có giàu. Thì tức là vẫn chưa có giàu đúng chưa? Thấy không? Chúng ta đang nói tới chuyện là gì? Không có nếu, không có tại, không có bị gì hết á. Bây giờ là hỏi tới đâu trả lời tới đó. Việt Nam có giàu chưa? Chưa. Còn nói qua mặt khác, người Việt Nam thu nhập có cao chưa? Cũng chưa luôn nữa. Bây giờ nè, người Việt Nam thu nhập một tháng bao nhiêu? Vài triệu đúng không? Vài triệu đúng không? Người Việt Nam thu nhập tháng vài triệu. Thì quý vị nghĩ xem, trừ tiền nhà trọ, trừ tiền ăn, trừ tiền uống, trừ tiền ga điện nước, trừ tiền đổ rác, trừ tiền học phí đồ này kia đó, còn lại được mấy đồng? Còn lại được mấy đồng? Đúng không? Đừng có ai mà coi như là mở miệng ra là nói ồ ở Việt Nam không có trả bills, ở bên Mỹ trả bills nhiều quá. Ở Việt Nam có trả tiền ga điện nước không? Ở Việt Nam có trả tiền ga điện nước không? Ở Việt Nam có trả tiền điện thoại không? Ở Việt Nam có trả tiền đổ rác không? Ở Việt Nam có trả tiền học phí không? Ở Việt Nam có cần mua đồ ăn không? Có hay không? Nãy giờ em hỏi dễ quá mà, em đâu có hỏi gì những câu hỏi trên trời đâu, khó trả lời đúng không? Em hỏi những câu hỏi dưới đất không à. Ở Việt Nam có cần phải trả tiền này tiền kia không? Có. Thì quý vị nghĩ xem, lương á, thì đừng có nói chi là 5-6 triệu cho một người nào đó ở Việt Nam làm lương 10 triệu luôn đó, 10 triệu một tháng luôn đó, là lương là ngon rồi đó. Trừ hết chi phí ăn uống, tiền này tiền kia quý vị, còn lại được mấy đồng?
còn dư được mấy đồng, đúng không? Thì cái mức lương đó quý vị nghĩ xem, trước tiên cái mức lương đó nếu mà so với mấy cái người dân ở các nước khác á, có lương của người Việt Nam có cao không? Không có cao, đúng không? Mà, rồi chưa kể chi phí hết trơn, tiền là không có dư nữa, thì tiền đâu mà mua một chiếc xe hơi hả? Tiền đâu mua một chiếc xe hơi? Bây giờ một cái người ở Việt Nam làm lương 5-10 triệu nè, họ sẽ mua hơi xe hơi bằng cách nào đây? Bằng cách nào? Đừng có diễn lý do vậy đó, mình chỉ muốn ai có thể làm một cái bài toán kinh tế sau khi trừ hết chi phí tiền ăn bao nhiêu nè ha, tiền ga điện nước bao nhiêu nè ha, tiền nhà trọ bao nhiêu nè ha, tiền đổ xăng bao nhiêu nè ha, tiền điện thoại bao nhiêu nè ha, tiền đổ gas bao nhiêu ha, còn lại được bao nhiêu tiền để mà trả góp cái chiếc xe, thử coi có mua được không? Đúng không? Trời ơi trời, hết chuyện ở Việt Nam có bao nhiêu người không có chiếc xe mà đi, mà mở miệng ra có một số thành phần của gì mở miệng ra là nói chuyện thấy ghét rồi đó. Ở Mỹ đi xe cũ không, ở Mỹ đi xe trả góp không. Mỹ mới là nước giàu, ok, Việt Nam không có giàu. Người dân Mỹ mới có xe hơi để mà đi, người dân Việt Nam chưa có xe hơi mà đi, ok. Trời ơi trời, cũng hên là coi như là mấy Mỹ nó không có biết tiếng Việt Nam quý vị, mấy Canada nó cũng chưa biết tiếng Việt Nam, mấy Nhật, mấy Hàn chưa biết tiếng Việt Nam. Nếu không nó nghe, nó hỏi lại những cái truyền thông ở bên Việt Nam nào mà nói là dân Mỹ trả góp không, đi xe cũ không, nó nghe nó hỏi những câu hỏi giống như nãy giờ mình hỏi, thì quý vị nghĩ xem là một người Việt Nam quý vị sẽ trả lời như thế nào. Bây giờ thí dụ mà Mỹ nào đi, mà hàng Mỹ nào mà nó nói trời đó nghe, ở Mỹ người ta đi xe cũ với người ta đi xe góp không à, xong anh hỏi lại ủa nhưng mà nước Việt Nam mày đi xe gì, nước Việt Nam, ở nước Việt Nam người ta đi xe gì, ở nước Việt Nam chủ yếu người ta ra đường người ta đi xe gì, quý vị nghĩ xem là một người Việt Nam quý vị sẽ trả lời như thế nào? Không, hết chuyện đó nghe. Nước thì ra đường không có chiếc xe hơi mà đi, mà đi dám nói một cái nước mà ra đường nhà nhà có xe hơi mà đi, đi xe cũ, bá đạo thiệt. Không biết người thành phần đó học hành kiểu gì nữa. Chúng ta là coi như phải xác định điều gì, Mỹ hay Canada hay mấy nước châu Âu mới là nước giàu, ok. Mà nước giàu thì đương nhiên nó là nước giàu rồi, đúng không? Đúng không? Mà và nước giàu như người dân Mỹ, như người dân Canada, như người dân châu Âu, người ta mới được cả thế giới chào đón, đúng không? Đi đâu cũng khỏi cần phải xin visa gì hết á, đúng không? Không cần phải chứng minh tài chính, không cần phải chứng minh bản lương, không cần phải chứng minh thu nhập thôi. Thì cái đó là đã là nói lên cái sự đẳng cấp giàu có của Mỹ và phương Tây rồi đó. Nó giàu thành ra cả thế giới người ta mới coi là mới coi như là mời gọi nó. Nó giàu cho nên cả thế giới người ta mới muốn qua Mỹ, qua châu Âu, đúng không? Đúng không? Trời ơi trời, nó giàu cho nên là nó mới hùng mạnh. Nó giàu cho nên nó mới thế giới, đẳng cấp thế giới. Nó giàu cho nên là gì quý vị? Quý vị ra đường ở mấy nước Mỹ, mấy nước châu Âu, mấy nước Canada đi, toàn là xe hơi không. Quý vị có bao giờ thấy một cái đất nước nào mà ra đường toàn là xe máy, hay toàn là xe đạp, hay toàn là đi bộ giống như mấy anh Triều Tiên mà giàu không? Không có giàu, không có giàu thì người ta mới đi những phương tiện đó. Ngay cả bên Việt Nam quý vị thấy không? Người giàu bên Việt Nam họ đi xe gì? Đi xe hơi. Quý vị có bao giờ mà thấy một cái người giàu, một cái người ca sĩ, nghệ sĩ, hay một người diễn viên, hay một cái người doanh nhân nào đó bên Việt Nam mà họ không có chiếc xe hơi không? Không có. Cho dù họ có đi xe máy đi nữa, nhưng mà họ vẫn có một chiếc xe hơi, ok. Xe hơi là đẳng cấp. Đó, quý nghe không? Trời ơi quý vị thấy không? Mỹ người ta ra đường nhà nhà người người ta đi xe hơi, mà có một số thành phần quý vị nó dám nói là trời ơi Mỹ đó nghe đi xe cũ không, Mỹ đó nghe mua xe trả góp không. Bây giờ đó nghe, bây giờ là quý vị tưởng tượng xem, nếu như mà Mỹ nào mà nó biết tiếng Việt Nam nó hỏi vậy nè, vậy khi nào, tới khi nào, tới cái năm nào, tới cái tháng nào, tới cái thế kỷ nào thì ở Việt Nam hay là ở những nước nào giống như Việt Nam mới có nhà nhà có xe hơi, người người có xe hơi? Tới cái thế kỷ nào, hay tới cái năm nào, tới cái tháng nào thì quý vị nghĩ xem là một người Việt Nam, quý vị nghĩ xem sẽ trả lời câu hỏi đó như thế nào? Không trả lời được. Tại vì đơn giản là không trả lời được, tại vì đơn giản là không có sao trả lời. Quý vị nghĩ xem khi nào thì ở Việt Nam mới có chuyện nhà nhà có xe hơi, người người có xe hơi?
khi nào thì ở Việt Nam mới có chuyện là một người lao động ở Việt Nam có mức thu nhập là 2-3 ngàn đô giống như là ở mấy nước phương Tây quý vị? Khi nào? Đến bao giờ? Tới Congo hả? Đó, Mỹ thí dụ Mỹ nó hỏi vậy, hay Anh, Pháp rồi nó hỏi vậy đi, rồi sao trả lời đây? Hay là Hàn Quốc nó hỏi kiểu đó đi, thua, hỏi cái đó là coi như bó cứng họng luôn, hết biết đường trả lời luôn. Không thế nào là coi như bị hỏi kiểu đó là coi như là chỉ có nước đánh trống lảng thôi, chứ nói gì nữa bây giờ quý vị nghe sao? Nhục quá trời nhục rồi, nói cái gì nữa bây giờ, mắc cỡ quá trời rồi. Thôi video nó dài, quý vị xin chào quý vị nha, bye bye.